Theo The Athletic, trước khi sa thải Erik ten Hag, chi phí ước tính cho việc sa thải các huấn luyện viên và đội ngũ ban huấn luyện trong hơn 10 năm qua là khoảng 60 triệu bảng. MU mất thêm khoảng 13,5 triệu bảng tiền bồi thường cho ten Hag, qua đó chạm mốc 73,5 triệu bảng. David Moyes, Luis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đều nhận được khoản bồi thường đáng kể khi bị sa thải trước thời hạn hợp đồng. Khoản chi tài chính này cao kỷ lục ở Premier League, hơn rất nhiều so với các đội bóng trong nhóm Big Six, gồm Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool và Tottenham Hotspur. Chelsea tốn tiền nhiều thứ nhì Premier League trong 10 năm qua ở khoản này, rơi vào khoảng 66 triệu bảng cho những tên tuổi nổi bật như Jose Mourinho, Antonio Conte, Thomas Tuchel, Graham Potter hay Mauricio Pochettino. Trong khi đó, số tiền để Arsenal sa thải huấn luyện viên trong giai đoạn này là 27,9 triệu bảng cho Arsene Wenger và Unai Emery. Cũng theo The Athletic, không rõ Tottenham Hotspur và Manchester City trả bao nhiêu cho các huấn luyện viên, nhưng số tiền này không đáng kể so với MU. Quỷ đỏ sa thải Ten Hag chỉ 4 tháng sau khi ban lãnh đạo tuyên bố chia tay 250 nhân sự như một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí hoạt động. Gần nhất, họ cũng cắt hợp đồng đại sứ toàn cầu của Sir Alex Ferguson trị giá 2 triệu bảng mỗi năm. Vị trí huấn luyện viên trưởng của MU không có sự ổn định sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Bằng chứng là họ chưa vô địch Premier League thêm lần nào. Truyền thông Anh gọi huấn luyện viên Manchester United là công việc khó khăn nhất thế giới. Manchester United, MU, đã tiêu tốn hơn 73,5 triệu bảng Anh trong 10 năm qua cho việc sa thải các huấn luyện viên, một con số kỷ lục tại Premier League, vượt xa các đội bóng khác trong nhóm Big Six. Chelsea đứng thứ hai với 66 triệu bảng, trong khi Arsenal chỉ mất 27,9 triệu bảng. Sự bất ổn định ở vị trí huấn luyện viên trưởng của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ đã khiến họ không thể giành chức vô địch Premier League thêm lần nào. Truyền thông Anh gọi vị trí huấn luyện viên của MU là công việc khó khăn nhất thế giới, do lịch sử sa thải huấn luyện viên liên tục và áp lực thành tích lớn.